bé 4-5 tuổi mẫu giáo B1 trường Nông Hoa Sen, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Không biết giờ này các bạn học cô hậu đang làm gì vậy? Nào, chúng mình đã cùng nhau đứng lên màn hình cùng tham gia một hoạt động học cùng với cô nhé. Và hôm nay đến với hoạt động học, cô hậu mang đến cho chúng mình một câu hỏi vô cùng là bổ ích. Chúng mình hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời cho cô hậu nhé. Việc giữ gìn cho đôi bàn tay sạch sẽ mang lại cho chúng mình những lợi ích gì? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ cùng với cô nào. Chắc hẳn một số bạn nhỏ của cô hậu đã trả lời được câu hỏi này rồi đấy, đúng không? Việc giữ gìn cho đôi bàn tay luôn sạch sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng mình các con ạ. Khi chúng mình giữ cho đôi bàn tay sạch sẽ, chính là lúc chúng mình ngăn ngừa được những con virus, vi khuẩn mang mầm bệnh cho chúng mình. Ngoài ra, khi chúng mình giữ cho đôi bàn tay sạch sẽ, chúng mình còn phòng được cả bệnh về tiêu hóa và một số bệnh khác. Khi tay chúng mình bẩn, chúng mình sờ lên mắt, lên da, cũng làm cho chúng mình bị gây bệnh về mắt và về da đấy các con ạ. Và đặc biệt là bệnh Covid-19 hiện nay. Và để giữ cho đôi bàn tay luôn sạch sẽ, chúng mình có biết chúng mình cần phải làm những gì không các con? À đúng rồi đấy các con ạ, chúng mình cần phải rửa tay đúng quy trình. Và ngày hôm nay, cô và chúng mình sẽ cùng nhau đến với các bước rửa tay đúng quy trình nhé. Các bạn nhỏ cô hậu có còn nhớ những bước rửa tay đúng quy trình mà cô và chúng mình đã cùng nhau thực hiện thường xuyên ở trên lớp không? Chắc hẳn bạn nào cũng rất là nhớ đúng không nào? Vậy thì bây giờ, cô và chúng mình sẽ cùng nhau đến với 6 bước rửa tay đúng quy trình các con nhé. Và để rửa tay đúng quy trình, chúng mình cần chuẩn bị. Chúng mình có thể rửa tay bằng nước rửa tay khô, xà phòng rửa tay dạng lỏng, bánh xà phòng rửa tay. Và chúng mình cũng đừng quên chuẩn bị cho chúng mình một chiếc khăn lau tay khô thật sạch nhé. Bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi từng bước một nhé. Đầu tiên, chúng mình mở vòi nước và làm ướt tay dưới vòi nước. Sau đó chúng mình sẽ tắt vòi nước, lấy một lượng xà phòng vừa đủ, xoa hai lòng bàn tay vào với nhau nào. Sau khi chúng mình đã xoa nhẹ nhàng hai lòng bàn tay vào với nhau, bước 2, chúng mình chà lòng bàn tay này lên nhu bàn tay kia qua các kẽ tay. Chúng mình cùng chà cùng cô nào. Sau đó chúng mình đổi tay nhé. Bước 3, chúng mình xoa hai lòng bàn tay vào với nhau qua các kẽ tay để làm sạch các kẽ tay nào. Bước 4, chúng mình sẽ khum hai lòng bàn tay vào với nhau và chà vào làm sạch mặt ngoài của các ngón tay. Chúng mình cùng đổi bên với cô nào. Bước 5, chúng mình sẽ giơ ngón cái lên đặt vào lòng bàn tay còn lại, sau đó nắm chặt rồi xoay tròn để làm sạch ngón cái. Chúng mình đổi bên nhé. Bước 6, chúng mình sẽ khum các đầu ngón tay vào với nhau, đặt vào lòng bàn tay còn lại, sau đó chúng mình xoay tròn. Chúng mình đổi tay nào. Và bây giờ, rất là đơn giản, chúng mình chỉ cần nhẹ nhàng làm sạch tay dưới vòi nước sạch thôi.
Chúng mình có thấy 6 bước rửa tay đúng quy trình có rất là đơn giản và dễ làm không con? Và bây giờ cô và chúng mình đã có những tư bàn tay sạch sẽ rồi đúng không nào? Chúng mình cùng tham gia vào với cô cùng trò chơi nhé. Trò chơi có tên là 5 ngón tay xinh. Chúng mình chuẩn bị chưa? Đây là ngón gì các con nhỉ? À, đúng chưa đấy các con ạ? Chúng mình cùng đọc thật to nhá. Đây là anh cả đường trục đường tròn, anh hai chỉ đường, anh ba cao nhất, anh tư hơi thấp, bé nhất là út con. Cô khen tất cả chúng mình nào. Con ơi, do dịch bệnh nên cô và chúng mình cũng chưa thể gặp nhau được. Cô hy vọng rằng các bạn nhỏ của cô ở nhà sẽ biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc nhỏ và vừa sức với chúng mình. Bên cạnh đấy, các bạn nhỏ cũng đừng quên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tập thể dục thể thao để cho chúng mình có một cơ thể khỏe mạnh, không bị ốm. Chúng mình đừng bao giờ quên cách rửa tay sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh các con nhé. Và đặc biệt, chúng mình cũng đừng quên những bài học trực tuyến mà các cô đã dành cho chúng mình. Và bây giờ, cô Hậu phải nói lời chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo.